Ok, chào cả nhà ha. Thì hiện tại đây là cái chòi của mấy đứa nhỏ chơi xong rồi cả nhà. Thì thấy nó chơi cũng mê nữa, nên hôm nay mình sẽ quyết định làm cái video là dựng nhà chòi cho mấy đứa nhỏ chơi nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ chặt những cái lá dừa này nè. Đó, mình sẽ lấy những cái cây ha, mình làm thành một cái chòi lá dừa cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Nên mùa dịch này, tại mùa dịch này nó cũng không đi đâu chơi, nên nó ở nhà không à. Sang tiền mình làm cái chòi cho nó mấy đứa chơi luôn. Giờ mình bắt đầu làm thôi cả nhà. Thank you.
các bạn ơi, hiện tại mình đã làm xong cái nhà chòi cho mấy đứa nhỏ chơi nha các bạn. Thì đây để mình vô mình review cho các bạn xem ha. Đây mặt trước của nó nè. Thì mình mới làm xong cái khung thôi, chủ yếu là bằng lá dừa các bạn. Đây mình đây là cái mái lá của mấy đứa nó bữa nãy nó che, mình gỡ ra mình làm cái đệm để cho mấy đứa nó ngồi đi chơi trò chơi trong đây. Thì mùa dịch có mấy đứa nó chơi với nhau thôi chứ không có nhiều các bạn. Đây là mấy bên hông đó ha. Đây là phần trên của lá. Đây là mặt sau nha các bạn. À, mấy đứa nhỏ đang đợi vô chuẩn bị vô chơi nè. Nãy giờ làm mình làm có mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới xong được cái chòi này các bạn. Đây mấy đứa nhỏ đang chơi. Ăn uống ngoài đây luôn ha. Dã ngoại ngoài vườn nha các bạn. Rồi Khang vô nhà chơi đi Khang. Vô trò chơi đi, Nhi vô nhà trò chơi đi. Không rồi đó. Tức làm xong rồi đó. Chơi gì hả? Làm chống trống hả? Trời ơi biết làm luôn hả? Ôi. Rồi vô bên nè, vô đi bên. Đó, một cái nhà chòi cho mấy đứa nhỏ chơi vậy là mùa dịch nha các bạn. Dịch bệnh thì mấy đứa không đi đâu nên mấy đứa chơi ở nhà không này. Vui không? Vui không? Hai cái chòi này thì được 4 chị em nó chơi. Hả? 4 chị em chơi ha. Đủ không anh đi bự con quá nằm cái vách luôn rồi. Đâu nằm xuống cái vừa không? Ồ, bự con quá nằm cái vách cái nhà chòi vô luôn. Hai ba chị em. Cái này chơi là chòi hết sảy luôn ha. Đây các nhà ơi, như vậy là mình đã hoàn thành cái nhà chòi cho mấy đứa chơi trong mùa dịch nha các bạn. Thì chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn, bye bye mấy đứa.